Em nay tiếp tục về lúc tôi Onkyo Monitor 2001. Đồ này rất nhiều anh em săn. Nói qua cấu hình nhiều bác chưa biết, con này là bát 35 trung đôn tép đôn. Một thùng nặng khoảng 45 cân một thùng. Vỏ bằng gỗ ngoài nó bọc cái lớp siêu ly bóng rất là đẹp. Đồ này về rất là đẹp luôn, từ vông rồi từ màng loa, chất bát của nó màng là dùng sợi carbon. Rồi là anh em hát và nghe nhạc đều có rất là hay. Anh em có thể soạn lại cách đây khoảng 2-3 tháng em về đôi thì có test thử chất âm. Này về để quay thế này rồi, bởi vì nó cũng chật chội, không có chỗ để. Hiện tại nó về cùng với các dòng loa khác, trầm này có đôi 9595 cũng rất là đẹp. Đây đôi 2001 đây, cực kỳ uy lực. Này thông số đây, em chưa biết để em quay cho nhìn. Đấy. 91 decibel, 44,5 cân một chiếc, trọng lượng Kuwait, made in Japan, rất là nặng, tiếng rất là khủng. Đây là một trong đôi 2001 đẹp nhất em từng có, từ các cái gông, từ các viền rất là đẹp. Loa rốn còn đẹp, rốn chung, rốn tép chữ chữ này bằng hợp kim, người ta mạ vàng cho người ta dán vào đây, sờ nó rất là gợn gợn nổi, người ta đúc, người ta dán vào đây rất là đẹp. Onkyo Monitor 2001 anh em ở địa chỉ anh em.